Sở dĩ sư để câu hỏi này lên là có lý do. Thưa sư cho con hỏi, con tự chiêm nghiệm được tứ đế, thấy được bát chánh đạo, từ chánh niệm kéo dài cho tới chánh định. Tự con chiêm nghiệm được, không thể học thêm điều gì nữa. Vì con thực chứng thấy việc học thêm giáo pháp là con tự trói buộc mình thêm. Vì con tự chiêm nghiệm sự vô lậu và vô học là không thể học thêm giáo pháp nữa. Vì khi chánh niệm kéo dài thì tâm tự vào chánh định, con không được tiếp thu thêm gì nữa, vì tiếp thu là con hữu lậu và dính mắc. Những trải nghiệm này con tự chiêm nghiệm được, vậy con có phải độc giác không ạ? Chứ con chưa học của ai cả. Những sự thực chứng này con không thể nói cho ai được, vì con không biết thuyết bằng cách gì. Ai hỏi con vậy làm sao để thực chứng thì con bảo vào giáo lý nguyên thủy mà học. Vì Đức Phật đã thuyết hết rồi, nên con không thuyết gì nữa. Con rất muốn xuất gia ở chùa, nhưng con nghĩ nếu vào chùa học lại giáo lý chẳng khác nào còn dính mắc, quay trở lại bờ. Còn con rất muốn tự vào rừng ẩn tu thôi. Vậy cho con hỏi, con phải độc giác không ạ? Con là nam, với lại còn thấy tuy giáo pháp còn, nhưng người hành đúng thì không mà. Thật sự mà theo được, theo thực chứng của con, Phật Pháp chỉ có một con đường vào chân lý, đó là Phật giáo nguyên thủy. Con cũng tự thực chứng những ai thấy được tứ đế và hành bát chánh đạo thì người ấy là thánh nhân. Thiền tứ niệm xứ Vipassana mới thực sự đưa tới giải thoát. Con tự thực chứng thế thôi. Cho con hỏi, con phải độc giác không ạ? Chư Văn Sư, cái lý do mà sư để cái câu hỏi này lên là để cho quý vị thấy đó là cái hại của việc không học giáo lý. Nghe nó buồn. Chứ nếu như mà quý vị có học giáo lý cho nó đàng hoàng, cho nó ngon lành, thì mình sẽ không rơi vào cái này. Mà bây giờ sư nói thì sư biết nói cái gì bây giờ? Bởi vì sư nói thì quý vị nói là tôi thực chứng như vậy, cái vấn đề như vậy. Cho nên là với những ai mà xem đây là một bài học thì sư khuyên là nên học giáo lý cho rõ, để biết nói một cách nó đơn giản là để biết độc giác là gì, biết cái thánh nhân là gì, biết những cái kiết sử mà một vị thánh đã bỏ là gì. Rồi từ đó mình chỉ việc mình xem coi là những kiết sử của mình còn hay không. Ngay cả cái việc đó còn chưa chắc nha, chứ đừng có nói mình bây giờ những cái kiết sử mình thậm chí mình không biết kiết sử là cái gì. Mình suy xét là mình thì làm gì nói đến chuyện suy xét mà mình biết là mình có đoạn trừ hoàn toàn kiết sử hay không. Đó, cho nên cái hại của việc không học giáo lý là như vậy. Cho nên là những ai mà nghe thì sư khuyên là nên học giáo lý. Nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều nha. Đặc biệt là nó sẽ tránh cho mình những cái sự ngộ nhận như thế này. Còn nếu như sư nói, nếu như cái người hỏi câu này mà tới đây là tắt, thì một lần nữa, đây là một cái triệu chứng cho thấy là cái người hỏi này chưa có chứng gì đâu. Nó có nhiều cách để khảo lắm, nhưng mà sư thấy cũng không cần thiết. Thôi thì sư cho cái lời khuyên thì thôi, quý vị có thể xem như đây là lời khuyên của một ông phàm tăng, tùy quý vị. Nếu như thực hành đúng tứ niệm xứ thì cứ tiếp tục thực hành. Nếu như thực hành đúng tứ niệm xứ thì cứ tiếp tục thực hành. Cứ thực hành cho tới chừng nào ngộ ra được là mình ảo tưởng thì khi đó tới gặp sư. Còn nếu vẫn chưa nhận ra mình đang ảo tưởng thì cứ tiếp tục thực hành. Thì sư chỉ có thể trả lời như vậy thôi.